Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Hôm nay tôi xin được giới thiệu với các bạn cách phủ nano cho màn hình điện thoại. Màn hình là phần quan trọng trên chiếc smartphone, đặc biệt là các smartphone cảm ứng hoàn toàn như hiện tại. Để bảo vệ màn hình khỏi bị xước, các bạn có thể dán tấm dán. Tuy nhiên, miếng dán thì có một nhược điểm, đấy là vẫn bị xước. Vài bữa trông rất bẩn và chúng ta lại phải thay miếng dán khác. Và ngoài ra, nếu dán không khéo có thể bị rộp, vân vân. Keo nano là chất liệu mới giúp bảo vệ màn hình điện thoại của bạn tốt hơn và cũng dễ sử dụng. Sau đây là video hướng dẫn cách phủ cho điện thoại hoặc máy tính bảng. Ở đây tôi phủ cho điện thoại Nexus 4. Trước tiên các bạn lau sạch màn hình bằng vải mềm hoặc là băng vệ sinh. Giấy vệ sinh. Ở đây chúng tôi sử dụng giấy chùi và vải chùi. Tiếp theo các bạn chùi màn hình. Chùi kỹ sạch. Cho hết mồ hôi tay, bụi, vân, linh tinh. Thậm chí cả vết xịt từ đêm hôm trước lên, các bạn cũng phải chùi sạch đi. Sau khi dùng giấy chùi, tiếp tục dùng giấy lau. Lau cật lực. Các bạn nhớ lau thật kỹ. Nhẵn như đít bụt. Bóng. Chọn góc ánh sáng, nhìn kỹ để xem có còn dính bụi hay gì hay không. Tiếp theo các bạn lấy cái lọ. Xóc cho đều lên. Xóc thật lực xóc. Đúng rồi. Sau đó các bạn xịt đều lên màn hình. Các bạn nhớ xóc kỹ rồi mới xịt. Các bạn xịt đều, mỏng, tránh xịt dày vào một chỗ. Các bạn để bình xịt xa một chút. Việc này có thể được thực hiện đi thực hiện lại 2-3 lần. Các bạn lưu ý, sau khi xịt lần thứ nhất, lần thứ hai, nếu các bạn còn muốn xịt tiếp lần sau, các bạn đừng để bụi bám vào. Tiếp theo các bạn để khô. Và bây giờ mời các bạn kiểm nghiệm kết quả cùng với tôi. Đầu tiên tôi sẽ dùng móng tay. Chà thật lực. Hơi có vệt nhưng chỉ cần dùng tay lau một phát là sạch luôn. Tiếp theo tôi sẽ dùng dao dọc giấy. Cà thật mạnh. Cà thật luôn. Thằng nào không tin đến đây. Tiếp tục lấy tay lau sẽ hết vết. Nhưng tay lau để lại mồ hôi cho nên tôi lấy luôn cuộn chip. Tiếp theo tôi sẽ quay thật cận cảnh để xem các bạn, để cho các bạn xem hiệu quả. Chỉnh quay cùi bắp chỉ được đến vậy, các bạn thông cảm. Vậy chúc các bạn có một chiếc điện thoại ngon nghẻ với màn hình rất bền. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.